Tại Bắc Bộ sẽ tiếp tục duy trì hình thái rét khô, nhiệt độ hạ thấp, đêm và sáng sớm nhiệt độ sẽ còn rét hơn nữa. Còn ban ngày người dân sẽ không thấy quá lạnh vì nhiệt độ cao nhất sẽ lên tới 25 độ. Trong khi đó, Trung Bộ chỉ còn mưa rải rác, Nam Bộ đang vào đợt chiều cường, nguy cơ cao ngập, ngập úng. Và đó là những thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày. Còn sau đây như thường lệ sẽ là thời tiết cho các vùng trên cả nước. Ở Bắc Bộ, khu vực phía Tây và Đông Bắc Bộ cần chú ý đêm và sáng trời rét có nơi rất đậm vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối. Tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ giao động từ 10 đến 25 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ từ 8 đến 25 độ. Tại Đông Bắc Bộ, nhiệt độ giảm xuống có nơi 5 độ, nhiệt độ cao nhất đến 25 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc ngày nắng, phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có rông, nhiệt độ từ 11 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, trời có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, Tây Nguyên nhiệt độ từ 14 đến 27 độ, khu vực Nam Bộ nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Chuyển sang thời tiết biển, trên biển vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía tây cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.